Tờ Der Spiegel ngày 11 tháng 10 đưa tin, Ukraine đã nhận tổ hợp tên lửa phòng không Iris-T đầu tiên trong số 4 tổ hợp Đức đã cam kết cung cấp. Tổ hợp Iris-T bao gồm một xe chỉ huy, một radar và bệ phóng gắn trên xe tải có khả năng phóng 8 tên lửa đã được trao cho Ukraine tại gần biên giới Ba Lan-Ukraine trong ngày 11 tháng 10. Việc chuyển giao diễn ra 4 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bất ngờ đến thăm Ukraine và hứa sẽ chuyển giao Iris-T trong vài ngày nữa. Ngày 10 tháng 10, bà Lambrecht cho biết vụ tấn công ồ ạt bằng tên lửa của Nga nhằm vào các mục tiêu hạ tầng năng lượng và quân sự Ukraine cùng ngày đã cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Hôm 11 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ca ngợi việc chuyển giao tổ hợp Iris-T đánh dấu kỷ nguyên mới cho phòng không của nước này. Berlin hứa sẽ chuyển cho Kiev ít nhất 4 hệ thống Iris-T với khả năng diệt mục tiêu cách xa 40 km, độ cao 20 km. Ukraine được cho là đã yêu cầu Đức gửi ít nhất 10 tổ hợp này và đề nghị được giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất Diehl Defence. Dù đã được phát triển từ thập niên 1990 và trải qua vài lần nâng cấp, phiên bản Iris-T cung cấp cho Ukraine là rất mới, có lần thử nghiệm cuối cùng vào cuối năm 2021. Theo Der Spiegel, quân đội Đức vẫn chưa triển khai hệ thống Iris-T nào và 3 hệ thống còn lại trong cam kết với Ukraine vẫn chưa được sản xuất. Một tổ hợp có giá khoảng 140 triệu euro. Đức đối mặt với nhiều chỉ trích từ Kiev vì thái độ chần chừ trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, kho dự trữ vũ khí của Đức hiện đang cạn kiệt. Hồi tháng 8, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo kho vũ khí Đức sẽ thâm hụt tuyệt đối. Một bài báo hồi cuối tuần trước của Business Insider tiết lộ quân đội Đức chỉ có đủ đạn dược cho 2 ngày chiến tranh. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.